đó, tới gần đó bạn á, nếu mà ngủ ngủ đêm sáng ngày ngủ luôn rồi ai cũng phải có chết thôi, chứ không ai mà sống hoài chết, mày chết cho thanh thản, chết mày dần cái giật nó thân khổ lắm. Bệnh hoạn đó mình nằm chỗ gì nên sao mình nằm bán người ta cho tiền ăn rồi đau ốm gì đó cũng tự đi kiếm thuốc tự uống. Cái bao gì đâu mà này có, dạ dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh An Giang, và phía trước hình ảnh của cô bác quý anh chị là một người cô. Hàng ngày thì cô cứ nhặt phế liệu đem về và chứa trong một cái nhà như thế này nè, rất là nhiều cô bác quý anh chị. Nghe nói được rằng thì cô nhặt phế liệu để đây chứ không có bán. Nhà của cô thì cô ở trong một cái căn nhà nhỏ xíu xíu như thế này nè. Chào cô. Dạ, nhà cô trong này hả? Cô tên gì cô? Cô đẹp hả? Cô năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Tên này 61. Tên này 61, nhà cô bên đó hả? Nhà cũng nhà ở đây. Dạ. Cho con vô thăm nhà được không? Không chỗ đứng. Không chỗ đứng hả? Đâu đâu vô thử đi. Con. Vô thử đi con. Chỗ ngồi không có, chỗ ăn, chỗ ngủ không có nữa. Nhà ở chút à. À, không có chỗ ngủ luôn. Nghèo à. Nhà nghèo mà. Nghèo mới lụm đồ phế liệu nè. Dạ. Mình sinh sống qua ngày nè. Cô lượm, trời ơi, bọc này bọc gì nữa đây? Nó là bọc giác. Sao để giác đây luôn? Không phải để giác đây, mà giác chút xíu đưa đi rồi thùng giác. Cô sống khá là lập gì xong sao? Rồi, mình đưa vô giác. Cô cứ để giác, che bít cả lối đi luôn. Nghèo rồi, sống phải ơi. Chịu ơi, sống cảnh sổ phải chịu ơi. Ừ. Cô sống với ai? Sống với con. Dạ. Mà con của nó, bên đó nó cắt thằng bên đây. À. Bên đó nó đông lắm. Dạ. Vợ chồng con cái 5-6 người đặng. Còn cô ở mình? Ở mình à. Ở mình tự chăm sóc lấy. Dạ. Ở mình nên thì tự chăm sóc lấy. Tự chăm sóc lấy. Ăn uống sao cô đo. Để che bít cái lối đi luôn vậy? Cô không bán bớt đi. Bán rồi đó, mình cũng kiếm vô hoài đó. Đi lượm vô hoài, giờ nó dồn vô hoài. Dạ. Nè Ngọc. Ờ, muốn đi vô nhà cô là cô phải dẹp gác ra. Vậy á, vô ra rồi dẹp. Ồ, đây quá gùi luôn à. Cô lót cái bao làm cái đường đi luôn nè. Không phải, cái bao để đựng á. Mày lụm về ăn để đựng cho. Trời ơi á. Không có chỗ ăn, không có chỗ ngủ, cái kẹt vậy đó. Trời ơi. Hả? À, nghèo mà. Nó bóp lại còn vậy, phải chịu vậy đó. Tối con ngủ thì sao? Thì nằm thí ngủ mệt quá, ngủ chút queo à. Dạ. Mệt quá, ngủ chút queo à. Ngủ sao đâu? Ngủ thí lại, nằm dài thì ngủ thí lại vậy đó. Vậy hả? Nghèo mà, đi lượm hoài tối ngày không có thời gian dẹp đâu. Dạ. Hình da bản thân nó dơ luôn. Trời ơi. Quần áo thay da đâu có giặt gì nữa, thấy gì à, giờ đang mặn đồ phế liệu, đồ không đồng á. Là đồ không đồng sinh. Xin về bạn. Dạ. Thì ăn cơm chùa. Nghèo à. Ăn trong chùa. Ăn cơm chùa. Dạ. Thì nên thấy vậy nên cho quần áo bạn đồ vô cho không à. Ờ. Là tối cô nằm ở dưới này cô ngủ luôn. Ngủ thế vậy đó. Cô không có nấu ăn nấu uống gì hết. Không. Xin cơm chùa ăn thôi. Xin cơm chùa ăn. Dạ. Có khi rồi. Ở ngoài đường người ta cũng cho đồ ăn. Dạ. Giờ có khi ăn cơm chùa cái nào được ăn không được thì đi kiếm đồ người ta bán. Đồ cơm phần đó. Dạ. Cái món nào ăn được đó, mua 10.000. Được ăn chứ không có nấu nướng gì, tối ngày không có nấu nướng gì hết. Cô năm nay là 61 tuổi rồi. 60. 60, cô đẹp ha. Đẹp mà Tết này mới 61. Tết này mới 61 rồi. Thọ, 61 rồi thọ rồi đó. Dạ. Rồi cô tắm rửa ở đâu? Tắm rửa vô chùa tắm. Vô chùa tắm luôn? Vô chùa tắm mà đâu phải mỗi ngày mới tắm đâu. Đâu không có thời gian tắm, mệt chứ nằm quẹo. Trời ơi. Lại chết ngày. Còn vệ sinh? Vô trong chùa, không vô trong văn hóa. Chỉ hai cái đường đó đó, vô trong chùa sinh sống á. Dạ. Cô để gác trong này cô thấy nó hôi dữ không? Không, không có hôi, bị tống đi hết rồi. Đi bán đi căn liệu á. Căn phế liệu á. Dạ. Nhìn thấy vậy chứ đi sạn căn trên. Bất cứ giờ nào cũng sạn, bất cứ giờ nào cũng căn trên. Người ta cho 1-20 ngàn ăn. Dạ. Sống kêu cho qua ngày vậy đó. Ừ. Nhà cô lúc trước là ở bên đây nữa. Không phải, cũng căn nhà vậy đó. Cũng như vuông vứt vậy nè. Ừ. Nhà hàng ba đó. Cái vách đó. Có cái vách thôi.
Ở nhà này ngang cũng vậy đó, nó vuông nhất là như 3 mét. Rồi anh ra rồi nó cắt miếng dựng miếng dép đây, nó đưa qua bên đây vậy đó. Phía bên đó thì của tụi nó. Thì nó là con mà. Chia ra. Thì tính nó tự làm sao làm, tiền ơi sống nay chết mai, tôi không có năng chứ, nó làm gì nó làm, tụi nó đông lắm. Bây giờ hai chồng với bốn đứa con. Dạ. Hai chồng bốn đứa con. Là 6 người. 6 người mà lớn hết trơn rồi. Còn cô là con mình. Con mình lên à. Dạ. Thì tự động tự chăm sóc lấy đó. Trời ơi. Thì tự ăn uống đi kiếm tiền, đi kiếm đồ giấy chai đó. Dạ. Rồi tự đi kiếm gì ăn bán người ta cho tiền ăn, rồi đau ốm gì đó cũng tự đi kiếm thuốc tự uống, miễn đói gì cho ăn, mệt nó nghỉ ngơi, đau uống thuốc, khỏe lúc nào vậy làm nữa. Trời, đói cho ăn. Như bữa 22-23 cái dự cảm trong cái lễ đó, lễ 25 thầy nè, lễ về tới bữa nay mà nó đã đỡ thôi chứ chưa có dứt cái cảm, nó còn ho. Nó tự chăm sóc lấy. Y văn như không có đứa con. Y văn như không có hả? Sống vậy thấy buồn không cô? Thì lo niệm Phật đi. Dạ. Nó cái sự buồn mình đừng có để trong thanh tâm chân. Là tưởng này không, tưởng là mẹ trai không có biết gì buồn chứ. Là hàng ngày là cứ đắp đổi qua ngày rồi vậy thôi. Qua ngày ăn, vậy đó. Ăn đói thì ăn. Mà miễn sao đừng đau ốm bệnh hoạn thôi. Cái chuyện đau ốm bệnh hoạn người ta nói về là bệnh viện mình bật chục là không có à. Như là 10 triệu đó. Dạ. Không có à. Hồi tối cô ngủ là cô nằm bẹp ở dưới đó ngủ luôn. Mệt quá ngủ trước eo luôn. Dạ cô nằm cho con coi được, thử được không? Cho nhỏ xíu vậy sao ngủ. Vì vậy tôi mới nói tụi nó từ nhỏ con tụi lớn hơn không biết thật nói. Lớn con không biết sao ngủ luôn. nhỏ con vô già lép mà. Nhỏ con lép mà. Dạ. Cái gió gì nó nằm ổ chiếc đi đại vậy đó. Ô trời ơi. Mệt quá thôi giờ nằm chút leo luôn. Nhỏ con thì chút xíu mà bả bao nhiêu đâu vậy đó. Nghèo mà. Nghèo mà. Nghèo khổ không có người khổ hơn nữa. Dạ rồi vậy đi cô. Thấy cô khổ mà cô sống lạc quan ghê ha. Lạc quan vậy cũng lo niệm Phật thôi, đừng có buồn cho buồn sức khỏe giảm lắm đó. Buồn không đơn giản đâu, buồn bệnh hoạn lắm đó. Bởi cái người buồn giàu quá, một thứ nợ, hai nó giàu đủ chuyện, người ta tóc bạc dữ lắm. Vậy hả? Còn cái này tóc nó không có bạc quá, tự nhiên là sống tự nhiên à. Nhờ gì cũng đỡ, miễn niệm Phật không sao, chờ Phật mình cho mình giỏi thôi. Dụ như ho hay ăn cảm gì uống thuốc hết thì làm hoài. Chứ kiểu như người ta là bệnh gì á, tiểu đường ha, là không biết dám. Nhưng mà vậy là cô đấy gì làm niềm vui? Niềm vui là phế liệu nè. Ngủ rồi thôi, mở mắt ra cứ tưởng chạy xe còng chạy tối ngày bất cứ vài ngày đêm. Mà ngày đêm cũng vậy đó, ngày đêm mệt thầm nghỉ. Ngóc đầu dậy cái tưởng chạy xe tưởng lượm đồ ngủ nữa. Như mà chú mà bỏ chai vào trong cái bọc rồi đó, nhìn thấy dừng lại cái giờ xé bọc ra lượm cái chai mũ bỏ trong cái túi mình. Bỏ xe đó, chứ chạy về. Ngày cô bán được nhiêu tiền? Cũng vài chục ngàn. 50 chừng. Không chừng có 20 chừng, 30 chừng. Thì xe nhiều ít. Miễn đồ có nhiều thì nó cho 50-60 chừng. Mà nghe số tiền đó. Cũng như hàng ngày cho hoài. Có cái giờ thấy có tiền đó cái gì mới ăn. Thích ăn lắm. Ăn hàng bánh lắm. Cô hả? Dạ thích ăn hàng lắm. Chứ ngày xưa ăn chậu, chứ ngày nay ăn chậu không có. Chồng cô đâu? Nói gì tới chồng thì đừng có buồn. Buồn sức khỏe giảm lận đặng dữ dằn lắm. Ngày xưa mới có 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi. Thì bắt đầu là cha mẹ bà ngoại sống với bà ngoại nhỏ lớn mà. Rồi cái bà giả người ta lại tới coi thì cũng nói gia đình. Cái trẻ đi, giờ không biết xua dũi làm sao, mới cũng có số, cũng có số đó, ngày chưa khờ lắm. Đó. Cái bên đàn trai người ta mới tới đó là cái năm đó 19 tuổi vào của tháng 4 mới đám nói. Rồi bên chồng mới là bà vợ chồng mới đeo chiếc bông vô. Thử nghĩ coi không biết chiếc bông có cưới con dâu có tiền trước không, không biết nữa nghe, nói cái nào ngay. Rồi vào 18 nữa mà. Chàng ơi mới cầm chiếc bông à, phải chia ra một bên rồi không nói nữa.
mới vừa cầm chiếc bông mình vừa đưa vô cái cháu gãy ngang liền. Giờ thì bà con tao nói có điểm xui xẻo lắm. Tôi nghe vậy tôi khóc, vậy nó khóc suốt cuộc đời tôi luôn, nó suốt đời lắm. Cái điểm xui xẻo có nghĩa là cái nhịp cầu nó gãy đó. Bắt đầu từ đó đó, sao để ông chồng muốn bỏ tới sao 4 năm đời chồng cũng vẫn gãy hết luôn. Tự nhiên nó bỏ tới đây nè, nhỏ con gái thì giờ muốn làm xui đó, tự động á, mới đẻ nó ra chưa được tháng nữa, muốn 15 ngày bỏ đi luôn. Rồi nhờ bà cụ nó mới nuôi á, nghèo mà mới nuôi tới bây giờ đó. Cái nhà này là bà cụ bà mua quá bà cho ở, ta cho mình cái nhà ở, bạn cho hai mẹ con ở. Vậy là cô đến 4 năm đời chồng bỏ hết trơn, mà trống thiệt tình nó hiền hậu lắm chứ không có cờ bạc, không có cái gì trơn. Nói chung là hiền dữ lắm, hiền nhỏ lớn mà cô ha, lo mà ăn thôi, cái số kiếp nghèo rồi. Cho đến bây giờ cũng có ông nữa mà không biết tôi suy nghĩ làm sao, nhiều khi cũng làm tôi buồn dữ lắm. Tôi bỏ mà không bỏ được, thấy tôi nghĩ tôi nghèo cũng có người nghèo hơn, tôi bỏ thì được rồi, mà cái thằng kia nó nghèo hơn tôi nữa. Tôi cũng gì á, là đồng tiền cũng nói cho ngay, hiện tăng tôi cũng làm phước đó, đùm đùm muốn đau đớn lắm thiệt, giọt máu chảy tiền giọt thiệt. Tôi cũng nói này, dám mà lo tu nha, đừng mà hưởng cái phước. Nếu như tôi giờ đang làm phước, tôi phước tôi không có hưởng, mai chiều tôi có chết đi nữa, con tôi cháu tôi hưởng công đức của ông bà thôi. Tôi giờ cũng đang lo tu đó, cầm tiền cho 50 trăm mừng dữ lắm, mừng dữ lắm. Cô ăn chay hay ăn mặn? Nói chung ăn đụng tùm lum hết trơn. Cái chay nó mặn thì ông Phật nói đói cơm kim giảng rồi, nó ăn chay ăn mặn gì cũng được hết. Cái tâm, cái tánh, chay tâm chay tánh nó mới là quý chỗ. Tâm của tánh á, sống thiệt thà chân chắc, đừng tham lam, đừng nói dối, nó mới quý trên chỗ đó. Cái miệng mình ăn chay được rồi, bởi tâm tình nín ngu sĩ thế thần, nó dốc bố láo hay tham lam chẳng hạn, nó còn độc hơn nữa. Chay tâm chay tánh mới là, kinh giảng nói câu đó, chay tâm chay tánh nó mới là, mới là, cứ nghĩ cái câu là đó là sống có thiệt thà đi, sống thật thà. Nhưng bởi tôi đi vào đường nhiều người thương lắm, thương dữ dằn lắm. Con nhỏ này đó bị gì nó cũng không ưa đâu, một phần nó từ bỏ. Vậy là mình ăn chay mình là cũng, mình cũng chưa tu, mình tu là tu cái tâm mình thôi. Thì ông Phật nói mà tu là tu cái tâm á, cái tâm là tu là cái gốc tâm đó. Dạ. Tâm đừng để cái tà ma nhập vô. Mình ăn chay cái miệng mình tà ma, cái tâm mình tà ma không nè. Ngu sĩ thế thằng ăn trộm cắp nè, hay là tứ đổ tường sa ngã, cái chuyện gì mình làm cái tâm mình đi dây ra cũng, nếu là ma hay Phật, ma hay quỷ cũng là nó. Nó cũng là nó đó. Kinh giảng nó hết trơn, tôi nhờ nghe kinh giảng nó, với lại thuyết trình ông sư thuyết trình đó. Ông giảng từ từ, tôi hung dữ dữ lắm, sân khi dữ lắm, đi chùa núi nữa, mày giết tôi từ từ, giảm nhẹ dữ lắm luôn. Cái gì là muốn nói, mà cậu làm chuyện nổi nóng, tôi la quá thôi, chứ tôi muốn ghét cậu nha, rốt miệng la, vậy cũng rất là thương người, rất là thương người. Thương người mình giúp người như thế nào cô? Giúp người theo khả năng, thí dụ, mình có khả năng, mình có 10.000, cũng vẫn giúp cho người đó, bởi vì người đó nghèo hơn mình. Đi ra đường gặp tụi nọ là vớ cái nón chạy lại lụm nón giùm ta. Cái chuyện gì mình cảm thấy, ví dụ như mình đi rồi chú vớ cái bọc cải, rồi vợ nói có cái bọc bột thì vớ cái bọc gì thì có bọc rồi để vô. Mình vốn dĩ trong xe mình lụm đồ mũ lúc nào có bọc, tôi mới xin lấy cái bọc ra đưa. Rồi tôi để cái bọc cải vô, mình có bọc viên rồi, lấy gì buộc lại để trên xe gịch lại. Giúp là giúp như vậy đó, người ta cũng biết cái ơn mình vậy. Đi đường mà cứ nói chuyện của người ta, mình đi ra chạy xe luôn đi, kêu giúp người ta làm chi. Còn nói gì tiền bạc tôi có dở dớt cái chân nữa, cũng vẫn là lợi lụm luôn. Mà giờ người ta có nói tôi là lụm số đó, tôi bị mất vàng mất tiền, mình nói chứ giải thích cho người ta nghe, chứ mình đừng có dựng hay là người ta nói mình vậy nó quan lưng mình la lên hay lộn. À, tôi giúp mình với chị còn nói vậy chứ nào. Không nên nói vậy, mình giải thích nói chuyện nhẹ nhàng, cũng có lời nói. Ông Phật cũng đã dạy mà, cái lệ nòi là nói không có tốn tiền mà mua, đâu bao giờ mất không tốn tiền đâu. Lựa lời mình nói, cũng có câu nói, câu nói nhẹ nhàng cũng câu nói, êm ái cũng câu nói, một kỳ rộn cũng câu nói, đụng chạm cũng câu nói, chỉ cũng câu nói thôi. Kinh giảng dạy hết trơn cậu,
nhờ nghe kinh giảng cái ông sư thuyết trình đó, dẫn thẳng từ giờ dần dần ngày nho đó, rồi cái chuyện gì phải cái việc làm, đúng cái việc làm, mà làm sai đừng làm. Làm chặt lương tâm, mình phải có tòa án, mình thử, mình xét, mình dạy mình. Đừng cứ để bên ngoài dạy. Giờ tôi đi lượm đồ ngủ nè, cái nói thẳng nè, cái lượm đồ ngủ tất nhiên phải có lòng dạ tham đó cậu. Nói còn nghe tôi đúng vậy không? Dạ. Lượm đồ ngủ, bị gì lượm băng điếm mà. Thí dụ, cậu ngồi cậu bán cái xài ổi đi. Giờ cậu đi vô, bưng cái xài ổi vô, mà chẳng những cái ghế cậu ngồi mà quên. Nọ. Tôi đi hằng ngày thấy cậu bán, những giờ này cậu bỏ cái ghế nè, lượm ghế về coi được mình lấy ngồi. Còn ví dụ như ghế bể mình bán đồ mũ, tôi không bao giờ làm chuyện đó. Ơi à, chàng ơi chú này nè, chú quên rồi, cái ghế đem vô mình để vô trong tiệm chúng ta để nhờ nó đi, rồi đến chừng thôi à, bữa sau lại chú ơi chú, tôi đi lượm mũ mà tôi thấy chú để ghế trong mơ chiều, nhớ nghe đem về nghe, đừng để gì mất hết. Cũng phải nói với người ta vậy. Bởi vậy á, nhờ cái tánh như vậy mà người ta thương đó cậu. Dạ, cô chứ sống như thế này à, chỗ chật hẹp nhỏ xíu xíu. Và trong khi đó những người cô chú mà bằng tuổi cô á, sống trong những cái nơi nó đàng hoàng lịch sự, được con cái chăm sóc, thì đối với cô có buồn không? Nó không có buồn mà nó cũng vẫn tự nhiên thôi. Mà sống gì cũng tại vì mình biết mình nghèo rồi, sống tự nhiên mình. Nhưng mà theo cô nghèo như thế này có phải là nhân quả không? Cái nhân quả đó thì mình cũng đâu có tạo nhân quả, tội nghiệp thì cái những số như mình nghèo quá thì con vợ đông ngày xưa không có vậy. Ngày xưa tụi nó mới có gả chồng nó đi Sài Gòn nó làm, chưa có con nữa. Chưa có đứa một rồi, giờ nó lo đi làm ở nhà, sống cúng kiến này kia nọ, cũng thư giãn thanh thản lắm. Bây giờ một ngày nó một đông về nó tét ra gì. Rồi tôi nghĩ thôi nó làm sao làm, sống như chết mai vậy. Con muốn hỏi cô lại một lần nữa nè. Tại sao khi mà xe phế liệu nó rất là nhiều á, người ta đi ngang cô không bán bớt đi, con thấy những cái ghế kìa, nó trên kia nó rất là đầu. Cái ghế là cái ghế cũng như thể là tôi đi rất chiều bán bóng đó. Dạ. Rồi cái tôi cũng mua vô để khi cái ghế này gãy, còn sao cua lại ghế khác, cái ghế mua vô. Ừ. Ghế mua vô chứ không phải ghế lượm. Ô đây kiến quá, ngồi họ kiến nó bu khắp người luôn rồi. Trời ơi. Rồi tối con ngủ nó bị côn trùng rồi nó vô không? Không có. Thì có điện nữa kìa, đồ lũ khủ dưới chân nữa kìa. Không có sao ngủ cũng được, tự nhiên rồi nó vô mệt nằm tiếng veo thôi à. Mệt thì bằng lao động có sức khỏe mệt thì phải vô nằm tiếng veo thôi chứ. Dạ. Này là chứ cô phải... này là cô mua về chơi hay để cho con cháu chơi hay sao? Mua về nó bán theo bong bóng á. Nhiêu con này là nhiêu? Con nó vốn mua trăm mấy vậy đó. Ừ. Mà sao tự nhiên cô mua con này là để bán hả? Để bán. Mà bán lại nhiêu? Được ba con rồi. Cũng bán theo khả năng người mua. Ừ. Bán theo khả năng người mua, người ta nhìn theo người ta cũng không có tiền, người ta cũng khổ rồi, người ta cũng nặng nài rồi cũng kệ. Thì nhiều khi để vốn cũng có nữa. Bán lỗ cũng có luôn. Bán lỗ cũng có luôn. Vì người ta cũng nói khổ quá, tôi có nhiều tiền nữa, đưa đây chàng ơi. Trời ơi, ở đây nè. Vừa hồi nãy giờ đứng ở đây kiến qua trời kiến luôn. Đồ đạc của cô thì lũ khủ á. Sáng nay cô ăn cơm gì á? Ăn tùm lum chân, có khi ăn đồ tiệm, có khi ăn cơm chùa thì mua đồ ăn, rồi khi đồ ăn cho đủ uống để ăn, rồi bị ăn ban ngày ban đêm ăn dữ lắm. Tối là cô có đi nhặt phế liệu không? Có, giờ nào cũng có đi hết. Tối đi nhặt đến mấy giờ? Thức sẵn đồ, thức thâu đêm. Thâu đêm luôn? Mà hằng đêm. Đêm nào cũng đi hết? Đêm nào cũng đi hết, rồi thức tới lạ thanh. Đi vậy có sợ không? Không, không có sợ. Dạ rồi, người ta thấy mình ta còn thương nữa, sợ gì giờ. Không có sợ gì chứ. Ở trong đó con thấy cái tủ gì hả cô? Có thuốc kìa. Tủ thuốc. Cô hút hay sao? Tủ thuốc đi bán theo bong bóng á. Ừ. Vừa giờ giấc chiều 5 giờ vô trong nhân quá đó. Ừ. Vừa bán bong bóng. Dạ. Mua này kia. Bên đó là nồi cơm điện gì lũ khủ hết à. Nồi cơm điện để nấu nước rồi đó. Đâu cô mở ra con coi với coi. Này nước không à. Trời ơi, nấu nước để làm cái gì? Nấu nước, nấu trà. Nấu trà uống à. Trời. Ồ, tối ngày uống trà với cà phê không? Trà bánh gì lũ khủ trên này trên này? Trà bánh. Còn bên kia can gì nữa kìa? Nấu can không à? Ở trên này là có một cái gác ha. Mà cái gác này làm từ những cái cánh cửa sổ á. Bây giờ nó bóp lại nó còn nhiêu đó. Dạ, ở đây là bình an khoảng chừng
mét mấy à? Một mét mấy thôi, dài từ cái vách này á, dạ, vô trong này nó khoảng chừng 2 mét à. 2 mét à? Thì khoảng 4 mét vuông thôi. Có nhiều đó, sống có nhiều đó. Ừ. Coi như là coi sống ở trong ngôi nhà nhỏ nhất ở miền Tây của. Sống có nhiều đó. Sao hôm nào mình không tập kết mình vô dọn dẹp cho nó sạch hết rồi mình ngủ cho nó thoải mái? Dọn dẹp thì được, nên đi quần lại cũng vậy hoài. Còn đi quần lại thì cũng vậy à, chứ nếu dọn dẹp mất thời gian đi lượm đồ nhặt đồ ra chai nữa. Ừ, dạ. Vì gì ít chứ vô ngủ đó, tối nhà ở ngoài đường không à. ở trong nhà, vô ngủ lắm. Chứ vô đi nằm là vừa sức khỏe nó mệt quá, giờ vô ngủ chút quèo vậy. Vì em thức dậy rồi cái đi ra ngoài đường đi nữa, ở chứ ngoài đường, ăn ngoài đường, ở ngoài đường. Ăn ngoài đường, ngủ ngoài đường, tối về ngủ thôi. Ăn ngoài đường, ngủ ngoài đường không? Ngủ ngoài đường luôn. Ngủ ngoài đường, nó mệt á, nó mệt thì nằm. Thì cái nhà của cô vậy sao đóng cửa? Đâu có đóng cửa đâu. Không có đóng cửa luôn hả? Đóng lỏng luôn vậy đó. Ăn trộm vô lấy đồ sao? Chàng ơi, nhà này mà có mấy mà ăn trộm. Ăn trộm nó có giùm có gì đâu. Đâu có gì để cho nó ăn trộm. Đã thằng đi lượm với liệu mà có gì đâu để nó ăn trộm. Biết đâu. Nó ăn trộm ba cái đồ mũ hay là ăn trộm lô bia gì không biết nữa. Không có gì đáng con thấy cô sống trộm như thế này mà cô lạc quan ghê á, cô đẹp. Thì tự nhiên chứ biết sao giờ tử những mặt đi. Dạ. Đã sống nay chết mai gì đây giờ ở đâu nghĩ gì nữa giờ. Dạ. Sống như thế vậy thì chứ sao. Chị đâu đã... nói là biết gì đâu cả. Cô đẹp nó muốn tặng một cái bài ca. Rồi coi ca đi con nghe nè. Ca lần trần không biết đâu. Dạ ca thử đi. Luôn nhìn vô bản à. Dạ. Nhìn vô bản ca lần trần không nhớ. Ừ. Cô đẹp ở với 4 năm người người chồng á thì có bao nhiêu người con? Chàng ơi, cái ông này ông chót lên này ông cũng bỏ là ông này thuộc chị ông thứ 4 như vậy. Thứ 4. À, bao nhiêu người con? À, ông chồng không con nào có con mà mấy đứa này nó có 4 đứa con. Nhưng mà cô ơi, ở với 4 năm người chồng trước là có tổng cộng bao nhiêu người con? Không có con nào hết chứ. Chứ có ông này có cái đứa con đó à. À có một đứa con gái thôi. Một đứa con gái thôi à. Dạ. Còn gái thì ở bên kia ở trên, còn cô thì ở dưới này. Như vậy tụi nó trên trển thì nó tới 4 đứa. Tụi nó đông lắm mà, chồng 4 đứa con đông lắm. Dạ. Rồi như nằm có mình anh vậy đó. Con của cô lâu lâu có thường xuống thăm cô không? Chàng ơi, nói chuyện không nói, dòm không dòm. Mà cái gì nó không chịu dòm, lằn nhằn nó chửi dữ lắm. Lằn nhằn nó chửi dữ lắm. Bây giờ cô có mong ước gì không cô đẹp? Hả? Cô có mong ước gì không? Mong ước cái gì? Cô ước muốn gì không? Ước muốn cái gì? Cô hỏi cô là cô có ước muốn gì không? Ý mình muốn mà muốn cái gì mới được. Ý con hỏi từng tuổi này nè, cô có mong ước muốn được cái gì không? Muốn gì giờ? Lớn tuổi rồi, muốn ước gì giờ, muốn sao cho nó mạnh giỏi đừng bệnh hoạn thôi. Dạ. Thì đi chùa cầu nguyện nhân giấy đấy căn cái bàn thì cho đi ngủ dữ luôn, đừng để cho đau ớt bệnh hoạn khổ lắm mà nè. Đỡ mình hoạn không tiền lo, giờ không có người nuôi khổ dữ lắm đó. Thấy người ta bệnh rồi mình cũng phải sợ, mà cho nó bệnh hoạn đừng cho. Dạ. Cứ diêm son không thì nó cũng hẳn nhức đầu vậy. Lâu dạ. Lâu á. Có nghĩa là cô đẹp cứ sống lập dị một mình vậy nè. Rồi ăn cơm ở chùa, đi vệ sinh ở chùa luôn, ở trung tâm. Có khi ngồi ở chùa ăn, khi ăn cơm về với đụng đo ăn đó. Sống ở ngoài dạ, đường. Có nghĩa là xin cơm chùa, còn tắm thì cô... Vô chùa tắm luôn. Ở chùa tắm vệ sinh lắm. Dạ. Bị gì người ta mặn công quả trong trọng á. Dạ. Ở trong phòng tắm vệ sinh lịch sự lắm. Còn về văn hóa là thuộc về công cộng, vô dạ. Dữ lắm. Dạ. Vậy là văn hóa tắm dơ lắm, đứng tắm không có nổi đâu. Một dạ. Nước dơ, hai nữa là cái chân chỗ bẩn dữ lắm. Thành ra giờ tắm ở đằng chùa không à, chùa vệ sinh lịch sự lắm. Hôm nay thì Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác anh chị về cuộc sống của cô đẹp ha. Cô sống ở đây thì cũng rất lâu năm rồi, ở trong một cái căn nhà khá là nhỏ ngay tại miền Tây, tỉnh An Giang á. Cô nói chuyện cũng rất là hay. Và mặc dù sống trong một cái bối cảnh là trong một ngôi nhà chật hẹp như thế này á, nhưng đối với cô thì không có cái gì là nỗi buồn hết. Chỉ mong là sống đúng với lương tâm mình thôi là được rồi. Còn mọi chuyện thì... Dán là niệm Phật thôi, không nghĩ gì hết. Đến đâu thì hay đến đó. Quan trọng lắm đó. Dạ. Rồi tại số vậy rồi, phải chịu đi. Cho niệm Phật có ơi. Còn tới cái giờ, tháng Giêng, tháng 10, tháng 7. Đến cái ngày đó người ta biết mình đi chùa núi, ta giấc dở đi theo. Lỡ núi. Nhưng mà lỡ núi thì nó... Cái ngày đó mình không ở nhà.
niệm Phật được, cúng lại được. Dạ. Bởi vì giờ đi núi đi khỏe lắm, đội bộ không đi khỏe lắm, giá cái đôi tu. Giờ đừng cố gắng tu gì hơn nữa, đừng tuổi thì lớn tuổi rồi, lo tu tỉnh, nó không có nên mà sân si. Sân si nó không có tốt, giờ sức khỏe nó cũng xa xúc dữ lắm. Thư giãn ra, quên lãng đi, đừng để trong cái não những cái gì hết á. Chuyện buồn, cái chuyện gì mình không chịu, mình chứa hoài não không tốt đâu. Lo niệm Phật đi, giờ sống cho qua ngày lụm tôi ngủ. Vậy rồi, tới căn tới hoàng cho tôi ngủ luôn, chứ đừng để bệnh hoạn. Bệnh hoạn nè, bệnh gan nè, ung thư nè. Nó tuổi trẻ mới có 40 mấy tuổi ung thư mới mắc rồi đó. Rồi tiểu đường nè, lên máu nè, đủ thứ bệnh hết trơn. Nói ra là 100 triệu không đó, làm sao tiền đâu mà lo, tiền đâu mà lo, thân phận nghèo nữa. Để chạy bằng ở trên, chắc chắn tôi bằng cho tôi ngủ ngủ luôn. Đừng cho bệnh mạng tôi ở gì hết á. Đừng để bệnh tới bằng cho ngủ luôn. Chán lo niệm Phật, tôi hiền bớt đi. Tôi không nghĩ, nghĩ hết. Nghèo rồi sống theo nghèo, nghèo sống theo nghèo. Lân chắc qua ngày thôi. Tôi đi giao đường, y văn như là uống thuốc bổ á. Còn về nhà là không bao giờ có chuyện gì vui. Buồn không? Về nhà chuyện buồn không có vui. Giao đường nhiều người cho tiền, để cho quần áo, nhiều người cho đồ ăn. Tôi xin đó, cảm ơn nha. Vậy tôi về tôi ăn. Về nhà đường vui lắm. Cảm giác như ra đường uống thuốc bổ. Thư giãn, tâm tâm vui lắm. Về nhà không có điểm nào vui á. Dán lô niệm Phật, dán lô tu đi. Đường tuổi này rồi, đừng cho bệnh hoạn hết, bệnh hoạn khổ thân đó. Tới căn đó bạn á, nếu mất ngủ, ngủ đêm sáng ngày ngủ luôn. Rồi, ai cũng phải có chết thôi, chứ không ai mà sống hoài. Chết mà bị chết cho thanh thản, chết bị dần cái vật nó thân, khổ lắm. Bệnh hoạn đó, mình nằm chỗ gì, làm sao mình nằm, làm sao nằm được. Giờ đến khi mà ha, nó không chết, dần nó giặt cái thân thể, giờ tụi nó dẹp đuôi da, giờ nó nhăn này chữ kia chữ nọ nữa, chết còn mau nữa. Cho ngủ ngủ luôn. Tôi đã chết rồi, giờ mấy người mà ai đi lệ là liệm cho này kia nọ, thì bắt bá dẹp một chút xíu coi, không phải đưa hết liệu hết, cũng đã chết rồi, làm gì đó làm. Còn sống giặt lụm hết liệu vậy đó, chết rồi, làm nữa làm. Đến khi tôi chết, tụi nó mở tung hoành thì ra hết trơn, trời nhà chửi trống lỏng. Trống lỏng rồi. Bây giờ kệ, lo niệm Phật đi, đừng tưởng như thế đó. Tưởng xa xúc sức khỏe đó. Sức khỏe là quan trọng lắm. Tưởng sức khỏe đi. Mà đã thức thâu đêm rồi, mà lại còn buồn nữa, sức khỏe hai ba cái nhập lệ đó. Tổn dữ dằn lắm. Rồi, sống cho qua ngày được rồi, đừng buồn như thế. Nhờ vậy cũng đỡ. Sống bình yên à. Không có buồn giàu gì hết, đương nhiên à. Nói niệm Phật thôi. Rồi cô đẹp đừng khóc nữa, con biết rồi. Cô ơi, ngày hôm nay con đến đây á, con gặp gỡ cô, biết được cuộc sống của mình. Và con cũng rất đồng cảm về cái cuộc sống cảnh nghèo như cô. Và con mong cô giữ luôn giữ gìn sức khỏe, sống như những gì cô đã từng nghĩ. Và lấy niềm vui là những ngày mưu sinh ở ngoài đường. Và con sẽ quay trở lại gặp cô nữa. Con thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ gửi cho cô 500.000 đồng để cô làm chi phí. Đúng rồi, chị đảm bảo. Cảm ơn chú. Cảm ơn chị đảm bảo. Chú. Dạ. Con cầm một tay tại một con tay con cầm ái á. Nhiều người cũng cho tiền. Giờ nhớ cũng nhớ niệm Phật nha. Nhớ niệm Phật. Giờ cũng vừa không? Người ta cho tiền mình đi phải cho anh ta giữ nhà. Chú cho tôi gửi lại cái người chú Kevin Trần ở Mỹ. Gửi lại tôi mời ơn chú ấy. Tôi điện phải cho chú, tôi mua gì đâu bạn. Dạ. Mười chú. Rồi thôi con chào cô ha. Dạ con chúc cô luôn có sức khỏe và một lần nữa buổi hồi sinh chân thành. Cảm ơn chú Kevin Trần ở Mỹ. Giữ gìn sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại cậu bác quý vị video clip sau ha.